là xe. Tại nay tính rủ đứa bạn đi mà chưa biết sao nè. Bây giờ nay rủ nó đi rồi, bây giờ nay quay trở nó đi rồi. Bữa nào anh rủ các bạn đi, anh có được đi lại này không? Dạ được. Dạ. Tại liên hệ với Nga, tại đang tính rủ nó đi, đang tính rủ đi mà chưa biết sao, tại nó tốt bên quận 7 lận, nó tốt bên nhà bè lận. Dạ, chạy qua nhà bè chạy đi đường quá không, ý ý là anh từ anh chạy qua nó xa đó rồi, nay chưa biết chỗ này sao nên là biến qua nó chở nó đi. Trường ở đây, quốc tế đây. Đất ở đây sợ nó mềm mềm như bên hai không? Dạ không, cái đất này đất nó mềm đất... hay thấp à? Dạ không. Này ốc đảo mà thấy cũng lớn quá. 400 600 hecta. Ở đây còn đang xây nè. Đây làm cái cổng giống như là bên Pháp á, làm cái cổng này. À thời điểm mở là có 20 triệu mà giờ 18 20 triệu. Giờ 70 80 triệu mét vuông à. Ta để từ từ coi tình hình ra sao á. Thì mà anh cứ lên trên mạng á, anh gõ anh hỏi mà nó anh lấy nguyên một cái bon 460 hecta, nhưng mà anh lên anh kiếm cái ông 2-3 căn à. Là khách hàng người ta bị dính Covid người ta kẹt người ta bán á,
chứ còn nơi đây đúng giá rồi. Gì gia tăng nó còn nó đang xây cái này mà làm nó còn tăng giá nữa, nó ốc đảo. Anh nghĩ người trang mua khách hàng là ta có tiền ta mua người trang ở ốc đảo đây xin vô đèn đỏ quy hoạch chỗ này đi có 30 phút từ một nhóm đi chỗ này có 30 phút giá trị nơi đây cũng tăng chứ giải bán quy hoạch đồng hơn cái này. Cái này xây kiểu này giống bên 17 quá ha. Giống giống bên Phú Mỹ Hưng á. Cái này là một phần của đại đô thị Sài Gòn thôi á. À. Nhưng mà ở làm kiểu giống bên Phú Mỹ Hưng á. Không mà ở làm cái kiểu giống Phú Mỹ Hưng á mình. Mà Phú Mỹ Hưng đâu có đâu. Nó một bốn không khí một bốn mặt giám sao mình biết. Đúng rồi, không khí đây hay trong lành. Gió thoải mái. Để bữa sau rủ thêm đứa bạn rồi coi coi sao tại 200 mấy mỗi anh em 200 mấy đầu tư căn hợp lý luôn những cái công thông dù gì nó cũng là bất động sản chứ anh bỏ ngân hàng chứ lãi suất tiết kiệm nó bây giờ nó đang khá là thấp, nó đâu lạm phát nó đã thu với đồng lãi suất lạm phát thành bỏ vô như lỗ luôn. À, tới rồi, rồi. Mưa lớn quá không biết sao. À. Mưa vậy sao? Quay up lên á. Ủa cái anh đi kia ra rồi ta. Mưa lớn quá.
Cái này nhìn như cái heo em. Cái heo ấy, cái đảo cả. Đảo này hả? À. Cái đầu nhà heo ấy. À. Không, cái đảo này nhìn như là cái giống như ủa gì? Ủa, chiều có đi tư vấn với khách đâu hay là về luôn? Ủa, em về luôn, em về của anh luôn á. À, về là về luôn chứ không chiều nay không đi tư vấn nữa hả? Không. À. Em đi trước với anh à? À vậy hả? À. Vậy để qua tuần anh rủ bạn anh đi dành cho okay. Em tư vấn cho bạn em. À anh. À, để anh alo em trước. Từ cái nào lên xe này hả? À. Đây đẹp quá. Có xe này chở đi. Đây đây rồi. Ủa hết chỗ hả? À, đi đi. Dạ. Ủa vậy là công ty mình có mấy chiếc này à? Công ty mình có mấy chiếc là tàu vậy ta? À, khoảng tầm 4-5 chiếc vậy. 4-5 chiếc à. Như công ty mình có nhiều dự án hay chỉ có ở đây thôi em? Nhiều hả? Vô đây hả? Bên đây có lộn hoài hả? Ủa bên đây mới ngồi đâu ta? Ngồi đâu cũng được không? Anh ngồi đâu cũng được. Em thích ngồi đâu? Anh lên trên đầu. Ngồi chung với em đi vui. Rồi em lên cái đó rồi. À.